Hello, xin chào anh chị và các bạn. Chúng ta lại tiếp tục mời anh chị và các bạn chúng ta hãy khám phá bãi tắm ở đảo quốc tế Tuần Châu. Và để là người đầu tiên được xem các video mới về bãi tắm, các bãi tắm ở Hạ Long nói riêng và về cuộc sống nói chung, rất mong anh chị và các bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh miễn phí và đồng thời nhấn vào biểu tượng cái chuông để là người đầu tiên được xem các video mới thú vị. Mỗi khi mà kênh có những video mới thú vị anh chị nhé. Đây, bãi tắm của nó trải dài khá là dài. Mà ở Tuần Châu thì lượng người mà đổ về đảo Tuần Châu để mà tắm biển thì ít hơn ở bãi cháy. Lượng người mà ở đảo Tuần Châu này chỉ khoảng 1/10 so với bãi biển bãi cháy mới thôi anh chị ạ. Hay 1/20 thôi. Bởi vì hôm qua Minh Toàn đang ở bãi biển bãi cháy. Nhưng mà ở bãi cháy đông lắm. Ở bãi biển Tuần Châu này thì cát ở đây cũng là cát trắng, nhưng mà nước biển làm nước biển cũng khá là trong. Cát này là cát nhân tạo anh chị. Nó trải dài khắp như này. Và bãi biển ở đây khá là đẹp. Nếu mà để về Tuần Châu tắm biển thì những người dân quanh đây, chứ còn để mà một du khách thì người ta ít tắm ở biển Tuần Châu hơn. Bởi về đảo Tuần Châu thì chủ yếu là đi tàu thuyền để ra Vịnh Hạ Long là chủ yếu, chứ còn để tắm biển thì người ta hay về ở cái khu vực biển bãi cháy, nơi đấy rất là thú vị để mà chúng ta tắm biển. À, xin mời anh chị chúng ta hãy đi một dọc ở xung quanh cái bãi tắm này để xem về cái nơi này nó như thế nào nhé, để cho anh chị bổ sung vào cái lịch trình đi du lịch của anh chị trong cái thời gian sắp tới. Ra ngoài kia là nó có một cái cầu ra để tắm ngoài đấy, thì đa số là các nhóm học sinh hay là công ty thì cũng hay tổ chức ở ngoài kia anh chị. Đấy, nó làm khá là đẹp luôn. Ở đây thì nếu mà các anh về đây thì không được rửa mắt bằng ở biển bãi cháy đâu, với ít người hơn hay sao. Yeah.
Ngày nay bán được nhiều chưa bác? À, chưa bán được cái nào à? Sắm khá là đẹp luôn. Vẽ lộn dọn thế, thế chụp được. Ga đâu vào. Trơn lắm. Đi được. Thôi đéo đi trơn lắm. Đấy anh được quay về xúc ra những con khỉ á, trèo bị thừa thật xa luôn. Khó lắm mới mới trèo được được lên đấy. À, bởi. Đi vẽ. Anh đi cho vẽ. Thôi, lên 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 rồi. Con con phải đi. Lên đi. Muốn là gãy đây thật con mẹ. Thế để gọi cường lên chồng giả chết. Minh Toàn cũng có rất là nhiều cái video về đảo Tuần Châu. Thì nếu anh chị và các bạn quan tâm thì chúng ta có thể xem thêm ở trong cái danh sách phát là Cuộc Sống Quảng Ninh hoặc là Cuộc Sống Hạ Long để biết thêm về đảo Tuần Châu nói riêng cũng là ở Quảng Ninh nói chung. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh miễn phí, đồng thời nhấn vào biểu tượng cái chuông để xem những cái video mới thú vị khác anh chị nhé. Video này Minh Toàn xin phép dừng ở đây. Cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.